Huyền Thoại xin chào các chú anh chị đến video tiếp theo của Huyền Thoại nha. Hiện tại thì Thoại đang ở Đồng Nai, các chú anh chị ở trên trạch Đồng Nai. Thì bữa nay thì có anh Long hát nè cả nhà. Thì đâu đó đây là khán giả bà con đến đến hội chợ nè cả nhà. Thì có anh Kim Minh Long rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng luôn cả nhà. Bữa nay là 1/6 nha. Thì Thoại chạy lên đây để có video để đăng cho cả nhà cùng xem. Tại vì mấy bữa nay thì chưa có video. Thì anh Kim cũng sắp về Mỹ rồi cả nhà, thì cũng có video trước thì tháng 6 là về Mỹ nha. Thì Thoại đến đây để chia sẻ cho cả nhà cùng xem. Đây là cái hội chợ đó, chứ nó Thoại vô trọng quay cả nhà cùng xem ha. Thì đây là cái poster của anh Kim Vĩnh Long và nhất là nghệ sĩ nổi tiếng luôn cả nhà. Thì có giá vé nữa nha, giá vé thì 20.000 đó. Thì cũng có bà con là đến tham dự đó, thì có chú Quốc Trung trên này, chú Quốc Trung nha. Thì có anh Kim Vĩnh Long này cả nhà, đó anh Kim Vĩnh Long đi ha. Đó, rất là dễ thương luôn. Thì Thoại quay đi ngang quay sơ những cái nghệ sĩ cho cả nhà xem ha. Thì bây giờ này cũng mới có 8 giờ cả nhà, 8 giờ thì cũng Huệ Anh Long hát là cuối cả nhà. Những poster là sẽ có ngày hết nha, những xe năng ca sĩ nổi tiếng là có ngày hết. Tại bữa nay 1/6 thì anh định lịch của anh Long lên là 1/6, còn ngày mai là có thể là khác nữa. Bây giờ đây có phần bán vé nè, 20.000. Rồi chút xíu nữa Thoại mua vé sao ha, thì Thoại quay chia sẻ cho cả nhà ở ngoài, cho cả nhà cùng xem. Ngay gần đây, một cô gái cũng khá là hot trên TikTok cũng đã cover những ca khúc Vida How bằng những cái điệu nhảy và được lên xu hướng rất là nhiều. Cùng đó, em ấy cũng đã tham gia các chương trình game show truyền hình của quý vị yêu mến, là một công tác biểu diễn sôi động với những bước nhảy quyến rũ đẹp mắt hiện đại và cùng với những ca khúc hôm nay thể nghe xin đại diện cho quý vị. Xin được mời tất cả quý vị cùng với một sân khấu cùng sôi động một tay thật lớn chào đón với tiếng hát của nữ ca sĩ Anna. Bye.
sĩ Kim Tiểu Long. Cùng các bạn cả nhà ha. Con gái của nghệ sĩ Kim Tiểu Long đó là Kim Tiểu Long luôn. Thì mới lòng đây cả nhà. Đó. Anh này cũng là đang cùng tổ. Thì chút xíu anh lên hát này cả nhà. Rồi, hát không đàn đầu giùm em luôn. Đang vừa dễ cái sân khấu giùm em luôn. Ngay cái suất sân khấu luôn. Mình ngồi xuống phía sau quá, ở trên này cũng có người mua nè, thử cái gì còn hay ngồi xuống phía sau hơn nha. Lên trên hỗ trợ giùm em luôn. Lên trên hỗ trợ giùm em bây giờ. Mấy anh chưa ông xã. Nè, anh này mặt nào không thật, không mua nằm thật. Rồi, quý vị có ngồi tại chỗ mình, mỗi đẹp đó là mình đưa cánh tay lên ha. Khu vực này thì hai nhạc sĩ cũng như là Nhã Quỳnh và Trang Thanh sẽ điều ca hành các nhạc viên để đến tận nơi sụp vụ nhanh còn lẹ cho quý vị cùng dọn số ạ. Xin mời Trang Thanh. Xuống gì đây, xuống gì ra, biết gì đi xuống gì đây. Mây gì đây, xuống gì đây, mây gì đây. Xuống gì đây, xuống gì đây, ghét nè. Thắt tay luôn. Xuống gì đây, biết gì đi xuống gì ca. Xuống gì đây. Nào, phần tưởng trực tiếp ở ngoài, chúng ta bỏ vé vào đầu kia. Còn ai xa, tranh thủ đem lên đường đường đây. Đó là vừa cỡ phần trình diễn thời trang của với những người đẹp chuyển giới tự Thái Lan và hai chú robot để chiến đấu với mình. Rồi, cho chủ luôn. Rồi ký hiệu 776 hợp lệ, con số thì ghi qua là con số 36 có 1 40 chục 40 có 2 26 26 có 3 số thuộc số 14, 14 qua hợp lệ con số hoàng ngang 14, 26, 36, 40. Còn ai nữa không quý vị? Nếu như không còn ai thì một chú nhân đọc giải lệnh chọn phần quà luôn bà con nha. Rồi bây giờ dòng quay tiếp theo tham gia tham dự hai người đồng thời bé và trở lại thông báo của là vị trí coi tại phòng giá ngay trong đó thì cũng hoài luôn. Qua vòng loại này thì ban tổ chức tri ân với tất cả quý vị vòng loại các vũ, cho nên giờ đây chúng tôi vẫn như cũ là 20.000 đồng. Chúng ta sẽ nhận về tặng phẩm mấy cái đẹp quá cả nhà. Bằng hiện kim là 1.500.000 đồng nha quý vị. Vòng loại này là vòng loại cấp vũ cũng với giá vé là 20.000 đồng. Chúng ta sẽ nhận về tặng phẩm vô chờ mua sắm bằng hiện kim là 1.500.000 đồng. Xin mời tất cả quý vị anh chị cô bé chúng ta tiếp tục ủng hộ vòng loại này nha quý vị nha. Thưa quý vị, chúng ta đã cùng thưởng thức với rất nhiều những cái một biểu diễn quá ca sĩ với những dòng nhạc trẻ sôi động. Và ngay bây giờ xin được mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng cảm nhận một món quà chúng tôi tri ân và dành đến cho các em thiếu nhi. Đó, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một tiết mục biểu diễn thời trang. Đầu tiên xin mời quý vị sẽ cùng dành một tràng vỗ tay chào đón với hai robot đại chiến của chúng tôi và cùng chiêm ngưỡng qua bộ sưu tập biểu diễn thời trang Carnival của các người đẹp chuyển về đến từ đất nước Thái Lan. Một tràng tay thật lâu nhìn nào quý vị ạ. Music. Sui ma.
cảm ơn những cô gái xinh đẹp đến từ đất nước Thái Lan. Hãy vỗ tay cho hai robot chúng tôi một tràng thật lớn nha quý vị. Robot nói thêm một chú robot vàng là chồng của Nhã Quỳnh. Đúng vậy, đúng vậy. Tại vì mình thấy cặp kè đi chung với nhau hoài quý vị. Thưa quý vị, để mà mặc cái bộ đồ này, quý vị biết là trong cái thời tiết này nó nóng cực kỳ và rất là khó đi, mà đứng 4-5 tiếng như thế thì quý vị biết là phải rất là chịu khó và phải tập luyện rất là nhiều. Và hôm nay những màn trình diễn như thế này, chúng tôi cũng mong muốn là tất cả quý vị cũng như các em thiếu nhi sẽ có được những bức ảnh kỷ niệm cùng với hai robot đại chiến của chúng tôi. Và bây giờ quý vị ơi, vòng loại cấp 4 qua những tiết mục biểu diễn của hai robot đại chiến và các người mẫu chuyện dễ xinh đẹp, thì vòng loại này chúng tôi sẽ được gửi tặng quý vị voucher bằng hiện kim là 1.500.000 luôn. Cho nên quý vị nhanh tay chúng ta ủng hộ liền tay quý vị. Chỉ có vòng loại cấp 4 này thì giá trị tặng phẩm chúng tôi là 1.500.000 bằng hiện kim để trao tặng quý vị. Cho nên bây giờ Nhã Quỳnh, Giang Thanh, Khả Nhi sẽ cùng ra sân khấu để tổng kết, và sau phần sổ số này thì chúng ta sẽ gặp gỡ với tiết mục đặc biệt ngôi sao sân khấu nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long.